Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với một chiếc video soát những cái thỏi săn bóng màu MLBB mà mình thích nhất trong năm 2021 vừa rồi. Ngoài những chiếc video về từng dòng son hay từng màu thì mình sẽ còn có một chiếc video tổng hợp tất cả những thỏi son mình thích nhất trong năm 2021. Mọi người nhớ đón xem nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với những thỏi son bóng lần này thôi. Thỏi son đầu tiên mình muốn giới thiệu với mọi người có tên là Rare Beauty. Thỏi son này thì có tên là Nini Nature, đúng như cái tên của nó luôn, nó rất là tự nhiên. Rare Beauty là một hãng rất là mới của Selena Gomez. Giá thì sẽ dao động tầm 18 đô. Sau khi mình dùng thử cái size nhỏ thì mình đã quyết định mua luôn cái full size luôn. Nếu như mọi người đánh cái lớp đầu tiên ý, thì nó sẽ không khác gì màu môi bình thường, son bóng trắng bình thường cả. Tuy nhiên nếu mà mọi người đánh đến layer thứ hai trong lòng môi thì màu môi sẽ đẹp hơn hẳn luôn ý. Việc đánh son bóng nó sẽ phức tạp và khó hơn đánh son thường một chút, bởi vì nếu như mà mọi người không khéo léo thì môi sẽ như kiểu một chảo dầu ý. Của mình đấy chính là mọi người hãy phủ một lớp che khuyết điểm mỏng ở trên môi, nhớ là mỏng thôi nhá, đừng cho dày. Bản thân mình thì viền môi cũng khá là đậm màu đấy, nhưng mà mình vẫn có một đam mê cháy bỏng với những cái dòng son bóng MLBB như thế này. Và đừng quên dùng bông tăm để tan cái viền ra một chút nhé. Chất son của Rare Beauty thì khá là đặc, giống như những cái dòng son bóng của Âu Mỹ. Màu son thứ hai mình muốn giới thiệu với mọi người đến từ nhà Perfect Diary. Thực sự thì năm nay là một năm bùng nổ của son chung ở trên mọi mặt trận luôn ấy mọi người. YouTube, TikTok nó sẽ luôn luôn có sự xuất hiện của những dòng son mới của Trung Quốc. Các dòng son bóng của Perfect Diary rất là đẹp, và màu son 101 là một trong những cái màu đó. Đây là một màu nude nhẹ ngả cam. Nhìn swatch ở trên ảnh thì mọi người sẽ nghĩ là nó hơi cam đào, nhưng mà khi mà mình đánh hai layer ấy thì mình đã thấy nó hơi đất đất một xíu. Cách đánh son bóng của mình đấy là mình đánh một lớp đầu tiên, xong sau đó dùng tay để blend tan đều ra, xong sau đó đánh đậm ở bên trong lòng môi. Như thế thì cái bờ môi của mọi người sẽ có cái hiệu ứng đẹp hơn ý. Với giá thành thì cũng tầm trung, nhưng nếu mà mọi người săn sale thì mình nghĩ là đây là một thỏi son có cái chất lượng hơn hẳn giá trị luôn ấy. À, với những màu son như thế này thì mình rất high recommend mọi người khi mà đi bar hay đi club, rồi để đi pub bùng các thứ nên dùng nhá. Bởi vì nhìn nó rất là sang chảnh. Khi mà mọi người ở trong một cái không gian mà đèn đó nó lập lóe thì mấy cái màu son nude này nó chảnh cực kỳ luôn. Màu thứ ba là màu Kalaki 806, lại một gương mặt đến từ Trung Quốc. Sản phẩm này thì sẽ phù hợp với những bạn nào mà khó đánh son bóng, bởi vì cái màu của nó lên rất là chuẩn và rõ. Độ bóng của son này thì vừa phải, nó không bị quá bóng, thế nên là sẽ dễ đánh hơn rất nhiều. Với màu son này thì mọi người không cần make up quá là đậm, chỉ cần một chút má và một chút kẻ mắt thôi thì vẫn có thể đánh được. Chất son cũng như những chất son khác của Trung đấy là rất là mỏng, tuy nhiên độ lên màu thì lại rất chuẩn luôn nhá. Một quẹt phát là rõ màu ngay. Thế nên nếu như mà bình thường bạn không thực sự hợp với son bóng thì mình nghĩ là mọi người cũng nên thử những cái màu son bóng này của Kalaki mà dùng những cái màu đỏ ấy. Mọi người hãy thử đi, bởi vì sau khi mọi người dùng thì mọi người sẽ thấy có khi đây chính là chân ái của mọi người luôn đấy. Nhớ mua những cái sản phẩm Kalaki vào đợt sale nhé, chứ bình thường nó cũng khá là đắt đấy. Tiếp theo chúng ta cùng quay trở lại với gương mặt nhà Perfect Diary. Cái thỏi son này là mình được tặng lâu lắm rồi, nhưng mà gần đây mình mới bỏ ra mình dùng. Quả là một thiếu sót đấy mọi người. Chất son mỏng nhẹ, trong suốt, lên màu đẹp, không bị chảy, không bị rãnh môi. Thật sự là quá 10 điểm luôn ý mọi người. Những màu khác cũng rất đẹp mà mình không thể nào mình cho mấy màu vào cùng một lúc được. Nếu như có thể thì mình sẽ mang 1-2 màu của dòng son này vào nữa, nhưng mà nói chung là nó rất đẹp. Son chưa sale thì sẽ dao động tầm 200 mọi người ạ. Packaging thì so với những cái dòng son khác hoặc là so với những dòng son Trung Quốc khác thì nó quá là bị chìm nghỉm ý. Chắc chính vì thế nên là mọi người thường ít biết đến hơn. Không là không chê cái thỏi son này được một chút nào luôn. Và mình nói thật, son bóng sẽ luôn luôn là lựa chọn đắt giá khi mà mọi người make up full face và hơi lồng lộn một chút ý. Kể cả thỏi son này mọi người đánh vào những ngày bình thường cũng được, cũng chỉ cần một chút má và một chút mắt ở kẻ mắt thôi. Hãy tin mình đi, đây là một thỏi son cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo. Nhắc đến son bóng MLBB mà bỏ quên các bạn son Hàn thì cũng thật là thiếu sót. Vâng, thưa các bạn, sự có mặt của một thỏi son đến từ nhà Roman. Màu mình dùng của ngày hôm nay là một màu hồng phấn, nút nút rất là xinh. Màu son này thì mình đã lăng xê rất là nhiều trong những cái video make up trước đây rồi. Chất son của nhà Roman thì trong, nhẹ, lên màu khá là chuẩn. Giá thành hợp lý, nói chung là cũng là một màu son mà mọi người nên thử nhé. Mỗi lần mình đánh màu son này thì mình cảm giác mình trở thành một cô gái rất là ngọt ngào mọi người ạ. Sự cục xúc và sự cọc cằn của mình nó biến mất hoàn toàn luôn ý. Vậy nên để mà khơi dậy cái sự nữ tính ở trong mỗi người thì mình nghĩ là ai cũng nên có một thỏi Roman nhá. Bởi vì đây là một chiếc video tổng hợp những sản phẩm yêu thích, thế nên là mình sẽ không thể swatch kỹ từng màu son trên tay được, mà sẽ chỉ swatch trên môi thôi nha mọi người.
Trong một lần lướt Douyin thì mình đã biết đến màu son này và mình đã phải nhờ bạn mình ở bên Mỹ mua luôn cho mình một cái thỏi son này bởi vì hàng có sẵn ở Việt Nam hoàn toàn không có. Có một cái fun fact đấy chính là NYX là một cái thỏi son đầu tiên mình mua lúc ở Vincom ấy. Lúc đấy mới tập tành make up mọi người ạ, điệu điệu ý. Màu son 16 này thì nó hoàn toàn nude luôn. Nó trong và cái độ bóng của nó rất là đẹp, đúng như cái tên của nó luôn ý. Cái texture của nó thì sẽ nặng hơn những cái dòng son Trung hay là son Hàn, nhưng mà nó cũng không bị nặng quá so với những dòng son bóng khác của những dòng son như MAC hay là Bobbi Brown. Và với những cái texture nó vừa phải như thế này thì những bạn có rãnh môi ý, các bạn có thể sử dụng được những cái sản phẩm này, bởi vì nó không bị đọng và chảy vào cái phần rãnh môi, nó sẽ giúp môi của mọi người tỏa sáng luôn các bạn ạ. Thỏi son tiếp theo là một thỏi son của Trung Quốc nhưng mà không phải là một brand nổi tiếng. Thỏi này có tên là Yo Jelly và có mã là SR04. Khi mà mọi người rút cái thỏi son ra thì mọi người sẽ thấy là màu nó là màu hơi nâu, hơi kiểu cacao ấy mọi người. Tuy nhiên khi mà mọi người đánh lên môi, bởi vì cái texture của nó rất là mỏng và trong, thế nên nó sẽ không bao giờ lên được một màu nâu hẳn đâu. Màu của cái thỏi son bóng này nó khác những cái màu son khác ấy mọi người. Nó sẽ ra cái màu môi của mọi người mà nó đậm hơn một xíu. Thế nên môi bạn nào mà hơi thâm thâm thì say no với cả cái thỏi son này nhá. Cái độ bóng của thỏi son này cũng rất khác so với những thỏi son khác. Mọi người đánh xong mọi người sẽ tưởng tượng là cái phần màu ấy nó sẽ ở bên dưới, còn cái phần bóng nó sẽ hơi nổi lên bên trên ấy. Nó như kiểu có một cái lớp tráng gương ở trên môi ấy. Thế nên màu son này rất là bóng. Mình cũng không nhớ mình mua bao nhiêu nữa, nhưng mà mình sẽ để link tất cả những cái sản phẩm mình dùng ở trong video này ở bên dưới phần mô tả nhá. Nói nhỏ một xíu là lens ngày hôm nay đeo cũng rất là đẹp đấy mọi người. Mọi người cũng tranh thủ mua để dễ Tết nha. Màu son tiếp theo đến từ nhà NARS. Đây là màu son bóng khá là hot trend mà mình được tặng bởi Momo. Rất cảm ơn Momo đã đưa những cái sản phẩm hot trend nhất đến với chị nha. NARS thì luôn luôn là một cái nhãn hàng mà mình rất là yêu thích. Bản thân mình thấy chất son của dòng son này vừa phải, nó không quá dày cũng không quá mỏng, thế nên nó rất dễ đánh và dễ sử dụng. Với thỏi son này thì mọi người chỉ cần một chút phấn má thì màu son cũng trở nên rất là đẹp, tươi tắn luôn. Đây cũng lại là một thỏi son mình cho 11 điểm trên 10 luôn ý mọi người. Tất nhiên là so với mặt bằng chung trong các sản phẩm video này thì đây là thỏi son có giá cũng khá là cao đấy. Nhưng mà tiền nào của đấy thôi mọi người. Màu son đánh lên đẹp một cách khủng khiếp. Nhìn cái màu son mà nũng nịu một cái chắc là được mua Chanel luôn ý. Mỗi tội là mặt mình thì chỉ hợp làm nũng khi mà swatch son thôi mọi người. Còn mà để làm nũng với cả chai thì không bao giờ có đâu. Mình cọc mình không chửi cho là may rồi ý. Đừng quên comment xem mọi người thích màu son nào nhất, hoặc là mọi người có một cái màu son nào yêu thích, tâm đắc thì cũng hãy cho mình biết với nhá. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Hẹn mọi người trong video sau. Bye bye. Love you.